Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của đẳng cấp Digital. Và hôm nay mình đang có rất là nhiều chiếc micro đến từ hãng Edifier. Đây là một dòng micro không dây có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại và máy tính bảng dùng để hát karaoke nha. Và dĩ nhiên trong video clip này mình sẽ thực hiện mở hộp và trên tay nhanh sản phẩm. Cụ thể hơn đó chính là con hàng Edifier MU500. Và không nói dài dòng liên thiên nữa, mình sẽ tiến hành mở hộp nhanh sản phẩm. À không, đầu tiên phải khui siêu trước đã. Chuẩn bị hẳn một cái con dao để mà khui siêu cho chuyên nghiệp. Và cuối cùng mình cũng đã mở được chiếc hộp sản phẩm. Đầu tiên như thường lệ vẫn là sách hướng dẫn sử dụng. Tiếp theo là một phần rất là quan trọng, đây là bộ phận kết nối. Nó sẽ thu sóng âm thanh từ điện thoại, từ máy tính bảng, từ micro và truyền ra một cái ngõ âm thanh. Lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn ở phần sau nha. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc micro không dây. Cầm trên tay là đã thấy thích rồi đó. Và đây là một cái khe hộp, bên trong có các sợi cáp, tới 3 sợi cáp nha. Sợi cáp đầu tiên là một cổng USB, một cổng micro USB. Sợi cáp thứ hai là hai đầu là 350mm. Cuối cùng là sợi cáp âm thanh, một đầu là 350mm, một đầu là cổng AV hay là hoa sen đó. Và cuối cùng chúng ta cũng có luôn cái cốc sạc hay đốc sạc. Và đây chính là trên tay thực tế cái micro của chúng ta. Đầu tiên thì nó cảm giác rất là liền mạch các bạn, từ trên xuống dưới các công tắc hay các khe hở thì nó rất là liền, nhìn nó rất là sang trọng. Và cái cảm giác cầm nắm thì nó như là nhung vậy đó, cầm vô nó rất là êm tay mà nó cũng không đá bám lên mồ hôi nhiều, cho cảm giác cầm nắm rất là thoải mái và dễ chịu. Và đây mình cũng luôn có luôn cái công tắc, nhấn một lần để mở, và khi tắt là phải nhấn trong 3 giây nha. Và đối diện với công tắc là một cái cổng. Đây là cổng micro USB thì dùng để sạc. Thời gian sạc là tầm 2 tiếng hơn, nhưng mà cho thời gian sử dụng là lên đến 5 tiếng luôn nha các bạn. Và tiếp theo là một thành phần rất là quan trọng, đây là bộ phận kết nối. Mặc định nó sẽ thu sóng âm thanh từ micro không dây, nó cũng thu sóng âm thanh từ các cái nguồn phát trên điện thoại, máy tính bảng. Và nó sẽ tổng hợp hai nguồn này để mà phát ra một cái loa ngoài. Và ở đây chúng ta có một cái cổng micro USB, thì cổng này dùng để cấp nguồn cho nó khi nó đang hoạt động, thì giống như sạc điện thoại thôi. Và đây mình có một cái jack 350mm, thì khi các bạn kết nối với một cái lo mà có chuẩn là 350mm luôn á, thì các bạn sẽ sử dụng sợi cáp hai đầu là 350mm. Và các bạn cũng có thể kết nối luôn với một dàn âm ly luôn nha, thì chúng ta sẽ sử dụng cái sợi cáp chuẩn AV. Thì cái micro của chúng ta cho chất lượng âm thanh khá là tốt nên nó có thể kết nối với âm ly luôn. Và đây mình có một cái phím bấm duy nhất là cái phím khởi động, nhấn một lần để mở và để tắt thì chúng ta đè trong 3 giây liên tục. Và trước khi vào phần trải nghiệm sản phẩm thì các bạn đầu tiên phải có một cái loa trước đã. Và mình vừa mới xuống shop của Digital để lấy ra một cái loa trải nghiệm cho các bạn nha. Cái loa trông có vẻ khá là hợp so với cái micro. Đầu tiên mình sẽ tiến hành gắn cáp USB vào đốc sạc. Đốc sạc này chúng ta trước hết là để sạc pin cho cái micro. Trước khi hát các bạn nên sạc đầy pin cho micro nha. Và khi sử dụng chúng ta sử dụng sợi sạc cáp này để cấp nguồn trực tiếp cho bộ kết nối. Trường hợp các bạn đi ngoài trời không có nguồn điện hoặc là đi đâu đó, muốn tiện dụng hơn, gọn gàng hơn thì các bạn sẽ sử dụng một cái sạc dự phòng nha. Ở đây mình lấy một cái sạc dự phòng màu hồng cho cá tính. Rồi, demo thử, sáng đèn cho các bạn. Và phần kết nối loa thì ở đây mình có loa chuẩn 350mm nên mình dùng sợi cáp hai đầu 350mm để kết nối. Rồi, bây giờ chỉ việc mở thiết bị lên, vậy là xong rồi đó. Các bạn cũng đừng quên mở cái loa nha, kẻo hát hoài mà nó không có lên tiếng. Alo 1 2 3 4. Alo 1 2 3 4. Âm thanh rất là lớn nha các bạn, âm thanh rất là lớn luôn. Và một bước cuối cùng để có thể hát karaoke đó chính là kết nối Bluetooth với điện thoại hoặc máy tính bảng. Và đây mình sẽ demo thử. Mình đã kết nối Bluetooth với một thiết bị tên là Edifier MU500, cũng là tên sản phẩm luôn. Vì mình đã kết nối rồi nên giờ chỉ kết nối lại thôi. Mình sẽ vào YouTube để demo cho các bạn thử một chút nha. Khi xưa ta mong chú đánh giá ngàn màu, con đơn giản khuôn đời.
thương nhớ ai. Vâng, và các bạn thấy rồi đó, giọng của mình thì khá là tệ, nhưng mà khi lên micro thì nó khá là trong trẻo và ấm, giống như ca sĩ chuyên nghiệp luôn, cho thấy cái bộ lọc âm của micro thì thực sự làm việc rất là hiệu quả. Tổng kết lại, với tầm giá chỉ 1.650.000 đồng, các bạn đã sở hữu cho mình một chiếc micro không dây với thiết kế rất là hiện đại và sang trọng, có một thời lượng pin sử dụng rất thoải mái, cũng như công nghệ thu âm và lọc âm tiên tiến, giúp giọng âm của chúng ta khi hát rất là trong trẻo và ấm. Đi kèm thì còn có một bộ kết nối rất là nhỏ gọn và tinh vi, có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại và máy tính bảng, cũng như là xuất ra các nguồn âm thanh khác nhau và có hỗ trợ cả âm ly. Micro Amplifier MU500 thật sự là một sản phẩm công nghệ không thể thiếu dành cho các tín đồ đam mê karaoke, vì sự nhỏ gọn và tiện dụng của nó mang lại, nên bạn chỉ việc đem theo chiếc micro này kèm theo một chiếc loa mini, bạn có thể hát karaoke ở bất cứ đâu mà bạn muốn cùng với bạn bè. Và các bạn có thể hát karaoke ở tại nhà vì sản phẩm chúng ta có chất lượng thu âm và lọc âm rất là tốt, cũng như là hỗ trợ kết nối qua âm ly nữa, nên các bạn hoàn toàn có thể có những trải nghiệm tốt nhất cùng với dàn âm thanh chuyên nghiệp của mình ở tại nhà. Ngoài lại một tí là sản phẩm loa trải nghiệm kèm với chiếc micro thì nó có chất lượng âm thanh là HD luôn nha. Cảm giác cầm nắm của nó cũng khá là gọn gàng và nhẹ nhàng, nên rất là dễ dàng và di động, kiểu như là hai sản phẩm này sinh ra để thuộc về nhau vậy. Nên khi mà các bạn đến để trải nghiệm micro á thì cũng nên trải nghiệm luôn cái loa này. Và rất quen thuộc, mời các bạn đến ngay showroom đẳng cấp Digital số 24 Rạch Bồng Binh, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để có thể trải nghiệm sản phẩm một cách tốt nhất, cũng như sở hữu những bảo hành cực kỳ chu đáo của bên mình. Sản phẩm có hỗ trợ giao hàng ở xe, ship COD toàn quốc, thanh toán tận nhà. Link của sản phẩm mình đã để dưới phần mô tả. Các bạn truy cập vào đẳng cấp digital.vn để tham khảo thêm nhiều sản phẩm micro từ Amplifier. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.